Sau bao nhiêu tháng đợi mong chờ thì cuối cùng mình cũng đã dành dụm được một số tiền và quất cho mình cái con máy Lumia. Con này có tên đầy đủ đó là Lumia Read Magic Pro. Đây là bản 7S Pro em nhé. 7S Pro luôn chứ không phải là bản thường đâu anh em. Đây gọi là cái bản mạnh nhất của cái đời 7 trong dòng Read Magic. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho anh em con máy này. Thực ra thì mình đã mở hộp trước đó rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ đóng lại để mà cho anh em xem là bên trong máy, trong cái hộp này nó có những cái quần què gì thôi. Cái hộp thì được thiết kế khá là đẹp mắt, nó dạng như kiểu là một con robot để nhìn đẹp phết anh em ạ. Bên trong đơn giản nó chỉ có một cái máy, một cái mặt ở phía trên là làm bằng giấy bằng nhựa thôi anh em. Bên trong nó chứa quyển sách với lại nó chứa cái que chọc sim. Còn ở dưới thì nó sẽ là một cái sạc 165W, dây màu đỏ nhìn khá là rực em ạ, nhìn kiểu nhìn nó mạnh mẽ. Con máy này thì được cái là gaming, đây là một dòng máy gaming mà anh em, chuẩn máy gaming luôn đó. Màu này thì nó sẽ là màu bạc trong suốt, một dạng màu rất là được ưa chuộng nhưng mà giá nó hơi cao một tẹo. Đây là con máy mình mua lại thôi anh em chứ không phải là mình mua mới 100% nha. Anh em muốn nạp game uy tín giá chiết khấu 25% cực ngon, hãy liên hệ ngay thông tin trong cái hình ảnh trên, hỗ trợ nạp 24/7 cả ở Zalo và Facebook nha. Con này sạc rất nhanh, mình sạc 17 phút đã đầy 100% pin rồi, rất là kinh khủng em ạ. Sạc dã man con ngan luôn, tí tế là khi mà sạc với cái sạc 165W ấy, nó khá là nóng máy anh em nha. Con máy này sở hữu trong mình chip cái gì nhỉ, Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì phải, đúng rồi. Bản của con máy này là bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong anh em nhé. Một con máy quá là hoàn hảo để mà cho anh em có thể là chiến game. Con này thì font chữ của nó không được ok cho lắm. Một vài chỗ thì con máy này nó sẽ có cái ngôn ngữ tiếng Việt đọc nó nhiều Google dịch anh em nhé. Nó có tiếng Việt là ok rồi, anh em có thể là để nghiên. Với cái máy 7S Pro này thì chúng ta sẽ để nghiên là dùng ROM nội địa, ROM Trung Quốc. Với cái phiên bản 5.5 đừng nâng cấp lên cao quá nha, 5.5 là cái ổn nhất. Lưu ý là cái con máy này nó sẽ bị delay thông báo em nhé, sẽ bị delay thông báo nên là anh em chịu khó vậy. Dòng này thì nó chủ yếu phụ thuộc và cái dòng máy gaming này thì nó chủ yếu là tập trung vào gaming là chính thôi, còn lại thì mọi thứ nó cũng không được hoàn hảo cho lắm, đặc biệt là về cái camera của con máy này. Camera của con máy này nói chuẩn ra là nó không được đẹp. Nó cũng khá là xấu nếu mà anh em chụp camera selfie, tại vì là con máy này có camera ẩn ở đằng trước màn hình anh em nhé. Camera ẩn nằm dưới màn hình luôn. Nên là màn hình của chúng ta sẽ là 100% full màn, không có bất kỳ camera nào ở đằng trước cả nên nhìn rất là sướng mắt. Thì nãy giờ mình đã test game cho anh em rồi. Game đầu sẽ là tốc chiến, game thứ hai sẽ là liên quân và game thứ ba sẽ là Genshin Impact. Và tất cả ba cái tựa game này mình để max setting đồ họa nha, có nghĩa là có những cái gì cao nhất về mặt đồ họa của ba con game này thì mình bật cao hết lên, máy có thể bật được là mình bật max lên cho anh em trải nghiệm. Lâu lắm rồi mới quay trở lại Genshin Impact. Genshin Impact vừa nãy mình đã ngồi tải mất 26 hay 28GB ạ. Dung lượng của Genshin Impact giờ này nó kinh khủng thật, tải mất khoảng tầm tốc độ 10 MB mà nó download hình như là 1 tiếng hay là 30 phút gì đấy, cũng khá là lâu chờ đợi. Hiện tại thì cái máy này nó là motor, mua 99% nên là nó sẽ có cái giá là khoảng 11 tầm 11, hơn chục triệu, diễn ra từ ngày 11 tháng 11 đến bản này nó cũng khá là rẻ. Khi mà anh em mua cái gói 3 tháng trở lên sẽ được ưu đãi giảm 21%, chỉ còn 38.888 đồng trên một tháng. Với cái phiên bản 12GB RAM và 512GB trở lên nó sẽ giảm cái ưu đãi. Và với cái màu này nữa, cái màu trong suốt nhìn sau nhìn nó rất là tuyệt vời, xúc ngay cho nó nóng thôi vì nó quá rẻ. Đằng sau như kiểu là chúng ta đang được nhìn tận ở bên trong máy luôn ấy, những cái con chip, những con CPU vân vân. Nếu mà anh em sạc con máy này với cái củ sạc mặc định sẵn là 165W thì sạc vừa nãy mình có nói là 17 phút đầy 100% pin nhưng mà máy nó sẽ như một hòn than vậy, nên là anh em lưu ý nha, nóng kinh khủng luôn. Tóm lại là đây là một con gaming phone với cái cấu hình thì siêu khủng, với con chip Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1 thì phải. Nên là hiện tại thì nó chiến được tất cả những cái dòng game bật max setting.
Đương nhiên là với Genshin Impact thì khi bật max setting thì nó sẽ nóng máy rồi. Nên là chúng ta trải nghiệm để mà xem nó đẹp như thế nào thôi, chứ còn chơi thì chúng ta không nên bật max setting. Max setting thì nó sẽ khá là hao pin và nóng máy, máy nào nó chả vậy. Dại gì mà chơi max setting Genshin Impact anh em. Ở đằng sau của máy thì nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt RGB. Cái quạt đó thì chúng ta có thể là nhìn rõ được và nó có cái màu RGB anh em nhé. Màu nhiều màu sắc ấy. Nhìn nó rất là đẹp và hầm hố em ạ. Tuy thế là con máy này thì nó sẽ không có cái chỉ số kháng nước và kháng bụi. Nên là ở cái quạt tản nhiệt nó nếu mà dùng một thời gian thì nó sẽ bị dính bụi anh em nhé. Không kháng nước đâu, nên là anh em lưu ý cái vấn đề khi mà đi mưa, đi gió hay là rơi xuống sông, xuống hồ. Không có kháng nước em ạ. Rồi, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về mở hộp và trải nghiệm con máy Numia Red Magic 7S Pro phiên bản 12GB RAM và 512GB ROM. Sở hữu con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Thực sự là quá là mạnh mẽ và chiến tất cả các dòng game hiện tại. Anh em nào đang sở hữu cái con máy này thì có thể là chia sẻ giúp mình những cái mẹo để mà chơi và tối ưu cái máy này ok nhất. Dùng cái ROM nào, phiên bản nào là ok nhất cho con máy này cũng hãy chia sẻ giúp mình với nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em và chúc anh em xem video vui vẻ. Bye bye. Leave it all to me. Someone needs assistance. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha.